Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7 năm 2023, hiện đang được thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Song song với công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, huyện Khoái Châu quyết liệt chỉ đạo các xã tích cực nắm bắt, tuyên truyền tới các hộ dân có đất nằm trong quy hoạch dự án giữ nguyên hiện trạng, tránh tình trạng trồng cây trục lợi đón bồi thường. Bà Lê Thị Nghiên ở thôn Nghi Xuyên, xã Chi Tân có 5 giáo đất trồng cây nghệ, mỗi năm cho thu lãi trên 50 triệu đồng. Nắm bắt được chủ trương phần đất canh tác của gia đình sắp tới sẽ bàn giao để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng, và được chính quyền địa phương tuyên truyền về việc không được tự ý trồng cây lâu năm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Bà Nghiên không những đồng thuận chấp hành mà còn chủ động nhắc nhở, tuyên truyền tới nhiều hộ dân tại địa phương hiểu đúng chủ trương của nhà nước. Chúng tôi rất là đồng thuận và ủng hộ cái chủ trương của Đảng và nhà nước, vận động tất cả các bà con cùng đồng thuận không lên trồng các cái diện tích cây để coi là trục lợi. Tổng diện tích đất 03 nhà tôi có gần 4 sào, gia đình tôi là hoàn toàn nhất trí và ủng hộ. Không được trồng những cái cây ví dụ như cây nhãn, cây bưởi hoặc những cái cây lâu năm trên diện tích để làm ảnh hưởng đến quá trình khi giải phóng mặt bằng. Tuyến đường kết nối di sản qua xã Chí Tân có chiều dài khoảng 2,5 km, diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng trên 14 ha của 250 hộ để bàn giao cho dự án. Trong đó, 8 hộ có đất nhà ở và hơn 20 ngôi mộ dự kiến sẽ cần di rời. Bên cạnh việc ra soát, quy hoạch vị trí tái định cư, chuẩn bị giải phóng mặt bằng, xã tích cực thực hiện tuyên truyền, lồng ghép và nắm bắt tình hình để ngăn chặn tình trạng trồng cây trục lợi trên đất. Chúng tôi cũng cho triển khai từ trong chi bộ, họp tất cả các hội nghị quân dân chính thôn, thông tin đến các hộ mà có diện tích trên cái phần đường, ký cam kết, thứ nhất là ủng hộ và tạo đồng thuận, thứ hai nữa là cũng tuyên truyền đến nhân dân là không trồng các cái cây lâu năm đấy trên diện tích đất mà có dự án đi qua. Dự án đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng đi qua huyện Khoái Châu có tổng chiều dài khoảng 18,1 km qua 11 xã. Tổng diện tích đất cần bàn giao cho dự án khoảng trên 103 ha. Hiện huyện đã lập kế hoạch, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các địa phương tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới quần chúng nhân dân, nắm được chủ trương, tuân thủ đúng pháp luật về quy trình, quy định về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Liên khê chúng tôi thì có khoảng hơn 10 ha đều là diện tích đất nông nghiệp cần bàn giao cho dự án, khoảng 40 hộ, khoảng xung quanh 30 ngôi mộ, và chúng tôi đã mở hội nghị giao trực tiếp cho các ban ngành đoàn thể của xã nói chung, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đoàn thể của thôn là bám sát, thường xuyên kiểm tra và kịp thời phát hiện, nghiêm cấm các hộ mang các loại cây trồng mới bổ sung gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho dự án. Chủ động tuyên truyền ngăn chặn các hành vi trục lợi, đền bù từ sớm từ xa tại Khoái Châu không những giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, tuân thủ quy định về đền bù giải phóng mặt bằng, tránh lãng phí mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án sau này tại các địa phương.